Vâng, xin chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại với kênh của Thế Giới Gỗ Quý. Và ngày hôm nay em lại xin tiếp tục giới thiệu cho các bác một trong những sản phẩm của bên em, đó chính là một chiếc tủ thờ được làm bằng chất liệu gỗ gụ nha các bác nhá. Chiếc tủ thờ này thì rất chi là dày dặn và chắc chắn. Và bên em làm chiều cao là 1m27 và chiều dài của nó là 1m97 và chiều sâu là 81 nha các bác nhá. Chiều sâu mặt là 81 và khuôn tranh bên em làm là 3 phân và ván là 1 phân tư nha các bác nhá. Ván là 1 phân tư. Và cái cánh này bên em làm là dày dặn là 4 phân hết nha các bác nhá. Cánh dày là 4 phân, tủ sâu vào trong nơi luôn ạ. Tủ sâu này bên em đã hoàn thiện BU và cái tủ thờ này bên em đục là gọi là tứ linh, long ly quy phượng và vách ở giữa là đục tam đa nha các bác nhá. Hai bên cánh là con hạc càm giải lụa nhá. Ở giữa là cuốn thư rất chi là đẹp và rất chi là sắc sảo luôn nhá. Hàng cụ này bên em làm là bên em phun BU, BUM nha các bác nhá. BUM rất đầy đủ và rất chi là bọn em làm hoàn thiện rất chi là kỹ lưỡng. Đây các bác nhìn thì các bác biết rồi đấy. Hàng nhà em dày dặn chắc chắn luôn nhá. Và công ty Thế Giới Đồ Gỗ của bọn em là cơ sở là rộng 10.000 mét vuông và bên em là có hai cơ sở. Và hai cơ sở của bên em là miễn phí vận chuyển, miễn phí vận chuyển và miễn phí lắp đặt trong vòng là bán kính là 50 km. Trong bán kính 50 km là bên em miễn phí vận chuyển và miễn phí cài đặt nhá. Và cái tủ thờ này bên em báo giá công khai luôn là 16.800.000. Chỉ với 16.800.000 thôi nha các bác nhá, là các bác đã sở hữu được một chiếc tủ thờ. Mình đã tiện lợi thì mình làm cái tủ thờ thì nó rất chi là tiện, đựng các thứ hương khói vào đây thì là rất chi là tiện lợi nha các bác nhá. Và bên em là cơ sở. Trang ơi, lấy hộ chị cái biển hả? Cơ sở bên em là rộng 10.000 m² nhá, lấy hộ cái biển 10.000 m² mà đầy đủ các loại mặt hàng nhá. Bàn ghế sập thờ này, rồi là tủ giường áo tranh đồng hồ, các loại luôn nha các bác nhá. Và công ty Thế Giới Đồ Gỗ em là rộng 10.000 m², là các bác là muốn search qua Google thì cứ search thế giới đồ gỗ.com nha các bác nhá. Search thế giới đồ gỗ nha các bác nhá. Và công ty của em là khuyến mại ưu tiên là 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày. Và bảo hành là 5 năm và bảo trì là trọn đời. Nếu mà các bác có liên hệ qua Zalo thì số ra điện thoại của em đây ạ. 0968882852. Và cơ sở của em nhé. Các bác search trang web thế giới đồ gỗ.com nhé. Và bên em là có hai cơ sở. Một là đối diện công ty giày da thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 là ấp mới 2, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An. Vâng, nếu mà các bác nào mà có muốn quan tâm thì cho em xin một nút like, một nút share, một nút đăng ký kênh. Công ty đối diện công ty giày da thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội nha các bác nhá. Và em xin báo giá công khai chiếc tủ thờ này là 16.800.000. Nếu mà các bác nào mà có muốn tham khảo mà liên hệ mà tư vấn thì cứ qua Zalo cho em nhá. Qua số điện thoại em xin đọc lại là Zalo của em là 0968882852. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ.